da yeah, heo mới ra lò luôn ha mọi người ha à, rồi xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đến với lại kênh chuyện ma vũ mập ha thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình thì nếu mà các bạn nào đã có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ a gmail.com còn nếu không các bạn cũng có thể là về cái số zalo của mình ha số zalo của mình là 0938773799 và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi trường về cái trang facebook chuyện ma vũ mập của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha mọi người hãy là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết kênh của mình lần đầu tiên đó ha Thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó Mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký Và tất cả những số tiền đó đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ với những hoàn cảnh đang khó khăn ở trong cái mùa dịch này ha mọi người ha à, rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 698 ngày hôm qua thì ở tập 698 ngày hôm qua đó các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn có cái tên là Nguyễn Huỳnh Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn đó nha, đó chính là bạn tên là Trần Trân à, Cảm ơn Trần Trân rất là nhiều và cảm ơn Nguyễn Huỳnh rất là nhiều luôn ha À, rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ha. À, rồi, mình cũng thấy ha, bây giờ là cái món da heo của mình là mình vừa mới ra lò luôn như ngày hôm qua mình nói ha. Hôm nay giữ đúng lời hứa là ra mắt liền ha. Mới hồi sáng phơi khô xong rồi bây giờ mình vô mình sấy và mình đã tẩm ướp gia vị rồi. Nhưng về cái phần chi tiết đó, để giữa chuyện đi mình nói ha, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện ngày hôm nay thì toàn bộ những câu chuyện ngày hôm nay đó là do một một bạn bạn này bạn tên là Phước Bình Trần tên là Trần Phước Bình ha bạn này bạn đã gửi về cái mail cho mình và bạn kể về vài cái câu chuyện sau đây cái cái câu chuyện đầu tiên rồi đó thì đây nó không phải là đơn thuần là một cái câu chuyện ma bình thường nữa bởi vì cái câu chuyện về mình 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 xin nói luôn đây là mỗi câu chuyện về thiên linh cái mà nó rất là nổi tiếng ở trên mặt báo rồi ở dưới mà cái ông thầy mà hai tưng hai tửng gì đó mọi người à, còn nếu mà phòng trường hợp những bạn nào không biết đó thì mọi người ngưng lại ở đây đi mọi người lên trên google mọi người ghi là thiên linh cái rồi ông thầy hai tửng, hai tưng gì đó đó nha là mọi người đọc hết những cái bài báo trên đó xong mọi người quay về đây mọi người nghe chuyện thì nó mới hợp lý hơn nó mới có logic hơn ha chứ những người nào mà chưa biết nghe giữa chừng nhiều khi nó không có được hay. rồi thì à, hôm nay cái 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 phong cách kể chuyện mình nó hơi lạ lạ chút xíu á là đầu tiên nè để mình nói khái quát sơ qua cái vụ ông thầy hai tân nó lạ là sao nha thì cách đây á là 20 năm có người nói là 20, có người nói là 22 gì đó thì ở dưới đồng tháp mà ở chỗ châu thành mà tân bình châu thành đồng tháp đó ha thì có rất là có nổi tiếng lên một cái vụ mà có một cái ông thầy bùa sát hại những cái người phụ nữ À, không phải là trinh nữ nha sát hại những người phụ nữ bằng cách là sẽ tới rồi coi bùa coi chú gì đó à, rồi sau đó là bắt họ rồi bắt đầu là chặt cái đầu đi rồi còn à, cái này nó hơi tế nhị nha rồi còn cạo những cái phần lông ở cái vùng kính nữa à, giống như một cái bộ sưu tập gì đó và bắt đầu là vứt xác ra cách nhà mấy chục mét gì đó rồi chôn dưới đất kiểu kiểu như vậy và giữ lại cái đầu xong rồi đi mượn cái nồi của hàng xóm rồi đi hầm cái đầu lên nữa nói chung cái câu chuyện này á mà mình nghĩ là đa số mọi người sẽ biết rồi lên trên google nó đầy lắm trên mặt báo rồi youtuber xuống tới nơi tùm lum tùm lá hết trơn nó nhiều lắm ha nhưng mình vẫn kể lại là tại sao là tại vì á bạn bạn bình này bạn gửi chuyện về bạn nói á là bạn có người nhà ở gần đó nó có vài cái chi tiết không có đúng như là những gì mà ở trên mặt báo người ta để ra cái này nó giống như cái chuyện gọi là tam sao thất bản cũng là một cái câu chuyện gốc đó đôi khi qua tay người này qua tay người kia nghe cho đã đi cái dấp cục đá cái quên khúc này quên khúc kia thôi mình lấp liếm mình mình chế vô khúc này khúc kia thành ra là nó không có còn nguyên vẹn cái câu chuyện nữa mình không có dám nói cái câu chuyện này mình kể lại cái câu chuyện chính xác một trăm nha mà mình chỉ dám nói là đây là những cái chi tiết mà hầu như là à, người ta chưa có biết tới nữa. à, những đa số là người ta chưa có biết tới những cái chi tiết này rồi bây giờ mình vào chuyện nha Mình cũng mong là mọi người sẽ đọc hết những cái bài báo đi đã Rồi mọi người sẽ quay lại nghe rồi nó sai hơn ha Thì câu chuyện này á Những cái người mà chờm sớm người ta nói như thế này nè Cái cô nạn nhân đó cổ tên là cô Phương À cô Phương đây là cái tên đó là người ta đã thay đổi nha Ở trên mặt báo này nọ đường người ta cũng đã thay đổi rồi Người ta không có muốn nói tên thật ra thôi Mình giữ nguyên tên Phương đi Chứ tên thật là một cái tên khác nha mọi người nha thì cái chị phương đó trong một cái lần đó là tới đây cái thời điểm đó là cái ông thầy hai tửng này ông đã rất là nổi tiếng rồi ông nổi tiếng về cái vụ mà mà bốc thuốc trị bệnh cũng có nữa rồi ba cái vụ mà giống như là bị um, kiểu như là không có bầu được mọi người gọi là, là, gọi là cái gì mình quên mất cái từ đó rồi à là kiểu như là rất là khó có bầu bì này nọ đồ ha mọi người ha à, rồi tới đó là ông trị được hết ngoài ra ông còn coi tướng coi bói này nọ đồ nữa Chứ còn về trị ma trị quỷ thì hầu như là chưa có ai biết tới cả. Người ta chỉ biết tới ông thầy bùa hai tửng là nói là về bùa chú gia đạo bình an giống như thầy bối vậy đó. Thì cái hôm đó trong một lần mà chị Phương nha, chị Phương ở nhà ở dưới đó nhân chị tới đó chị coi bói làm sao đó. Thì chị không có đi về nữa, à, không có đi về nữa khoảng mấy tháng trời luôn thì lúc đó đó người dân người ta cũng nháo nhào người ta đi kiếm nhưng mà á, cái chuyện ngày xưa người ta không có nghĩ là bắt cóc đâu không có nghi ngờ ông lại hai tưởng là tại sao cách đây hai mươi hai mươi mấy năm trước á thì cái chuyện mà những người phụ nữ ở dưới quê rồi xong rồi bỏ nhà coi do lầm luôn không được mọi người à, bỏ nhà lên Sài Gòn rồi làm ăn xong mấy năm sau về thì nó bình thường mà thời điểm đó thì điện thoại nọ đồ cũng chưa có liên lạc dễ dàng nữa Đâm ra trong sớm người ta cứ động rồi ừ, thôi nhiều khi Phương à, 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 Nó à, nó qua ông thầy hai tửng coi Nó mà bệnh nó coi sao cái chắc ổng ổng phán nó thôi chắc là bỏ xứ đi làm ăn nó mới ngốc đầu vậy được đó à, hơi, trời ơi ở đây đất đồng tháp này nọ đồ ăn xong mà lên thôi thôi chắc lên sài gòn rồi chắc nó nghe vậy đó trời ơi ông thầy hai tửng tao nói ngang ổng phán đâu đúng đó đó thành ra là chắc là nó nghe vậy rồi nó lên sài gòn cái gì thôi trời ơi nó lớn nó tự biết đường nó làm ăn nó thất bại nó cũng về mà nó thành công nó cũng đi về thôi à đợi uh, vài tháng vài năm coi sao biết đâu trời ơi nó đem về rủng rỉnh rồi về đây uh, xây nhà tường nhà lầu với người ta à, đâm ra những cái câu chuyện như vậy thành ra là người nhà của chị phương nó ngang thời điểm đó cũng cũng tin luôn bởi vì cái lòng tin của tất cả những người ở trong xóm đó dành cho cái ông hai tửng này quá lớn đi không có ai nghi ngờ một chút mảy may nào cả à nhưng mà rồi đó những cái câu chuyện chi tiết mà mặt báo không có nói tới nè à những người ngày họ được người ta không có biết không có biết tới nè là người nhà của chị phương đã từng gặp ba cái giấc mơ mà nhờ ba cái giấc mơ này cái ông thầy hai tửng đó ổng mới bị tử hình đó mọi người à theo như trên mặt báo có một bài có nhiều bài viết nha có bài viết nói là tử hình có bài viết nói là trung thân hay sao đó nha nhưng theo như mình biết đó là tử hình ha thì người nhà của chị phương kể lại đó sau cái lần mà mất tích của chị phương như vậy khoảng cỡ một tháng trời lúc này là coi như là người nhà không có ai thèm ấy tới rồi người ta cũng chỉ nói ừ thôi chắc là nó bỏ đi lên sài gòn rồi coi như là không ai thèm quan tâm tới nhưng mà rồi đột nhiên hình như là một cái người chị một cái người cô gì đó cái đêm hôm đó đó mới nằm mơ người cô đó kể lại nói là khi mà nằm mơ như vậy là ngồi trong nhà cái trời mà nó phải trong giấc mơ đó là một cái trời chạng dạng thôi nó khoảng cỡ uh, 5 giờ 6 giờ trời ư ôi chưa chưa có tối hẳn nha thì cái bà này bà ngồi trong nhà bà dòm dòm ra bà thấy sao có con nhỏ nào đứng trước cổng nhà mình hoài à, đứng trước cái cổng mà kiểu như là cái cổng bông bụp mày nọ là mọi người ở dưới quê hay có đó cái hàng cây bông bụp mày nọ đó là cứ đứng đứng đó bà cứ uh, uh, lấp và ló lấp và ló hoài đó thì bà cũng nhiều khi là tưởng ăn trộm rình hay là nhiều khi có vụ gì vô kiếm không kiếm đi. À thì ngay cái lúc này đó thì bả mới chờm chờm ngồi dậy bắt đầu bà hỏi nó Ủa uh, nhỏ nào bay Vô vô ra ra chứ làm gì đứng người lúp lúp lo lo mà đó làm gì vậy? Thì khi mà bả vừa lên tiếng bà nói như vậy thì ở ngoài kia mới nói vô một cái giọng nói là Chị ơi em bị người ta giết. Vừa nói tới đó xong mà bắt đầu là cái cô gái đó cổ bỏ cổ chạy đi thì cái bà này bà ở trong cái giấc mơ khi mà bà nghe như vậy nó sao cái giọng nhỏ này nó quen quen mà tự nhiên không tự nhiên nó nói mình tự nhiên nó bị giết là giết làm sao rồi ai giết rồi nếu mà nó bị giết nó chết rồi tự nhiên nó tới đây nó nói mình nghe sao được à là kiểu như vậy bà cũng không có biết mà sao cái giọng nó nghe quen quá đi rồi bà cũng tỉnh giấc bà đem câu chuyện đó bà kể cho người này người kia nó ừ ờ, nãy tôi nằm mơ. Tôi thấy có con nhỏ nào nó đứng trước nhà nói là cái gì nó bị giết rồi mà tôi nghe cái giọng nó quen lắm nha. Mà bị cái trời ơi trong giấc mơ đó trời ui ui tôi không có thấy đường tôi dòm không có thấy cái mặt của nó. Không biết đó là ai mà nghe cái giọng quen dữ lắm quen luôn. Cuối cùng cũng chưa có biết đó là cái chị Phương, cái cô Phương nó cổ hiện vàng nói ờ trời ơi mày gặp mơ mày nhìn mày không biết là ai mày nói tao nghe sao tao biết là ai thôi nhiều khi mơ mơ mộng bậy bã chứ không có gì đâu đó là giấc mơ đầu tiên thêm một tuần lễ trôi qua nữa cái lúc này đó cái giấc mơ cái thứ hai nó tới khi mà giấc mơ thứ hai nó tới đó, thì càng ngày nó càng rõ hơn cô phương này cổ không còn đứng ở trước cái cổng rào nữa mà cổ đã đứng trước cái cửa chính nhà luôn rồi à thì bà này bà cũng vậy đó bà cũng trong giấc mơ cũng trời ui ui bà cũng đi ra bà đi ra đứng trước nhà bà chưa ra tới phòng khách bà thấy là ngay chỗ trước cửa nhà là có người đang đứng cũng núp núp ló ló nhưng mà lần này bà nhớ bà nói y nhỏ này quen quá nè nhỏ này giống như bữa mình thấy nó một lần nè cũng đứng ở ngoài cái bụi rào là sao hôm nay đứng đây nữa thì bà mới bực bà nói Ê, mày là nhỏ nào mày nhỏ một bữa vô mày một bữa mày nói với tao cái gì đó à rồi thì bắt đầu ngay cái lúc này đó nha cái cô phương đó đó cổ mới bước đi vô nhà luôn à cổ mới bước đi vô nhà nhưng mà vừa bước đi thì cái tay của cổ thì lại dịnh cái cổ như vậy nè vừa đi thì vừa dịnh cái cổ giống như là sợ bị rớt cái đầu ra vậy đó mọi người cái lúc này cổ mới lên tiếng thì khi đương nhiên cái bà kia bà thấy bà bà, thấy hình ảnh của chị phương bắt đầu phương phương trời em ơi sao mấy tháng nay em đi đâu vậy nhà em kiếm em nhiều lắm à thì bắt đầu cũng chạy tới gần tính ôm ấp tại vì chị em kiểu như là cô cháu trong nhà gia đình như vậy thôi À, nhưng khi mà chạy tới gần thì cái người đó cái cái cái, cái chị Phương nó chỉ lại lùi lùi mấy bước chị không có cho tới gần. Và chị mới nói là chị ơi. Em bị người ta giết đó, cái xác của em nó nằm ngoài đồng mới chị. Đó thì vừa nói tới đó bắt đầu là chị Phương chị quay lưng đi và chị chạy một nước một nhưng mà khi chạy mà cái tai còn còn cứ níu níu còn dính cái cổ lại như vậy còn bóp bóp vô cái cổ mà chạy đi như vậy. À là cái người chị đi cái bắt đầu là tỉnh giấc khi mà tỉnh giấc như vậy mới hốt hoảng lên nha cái lúc này bắt đầu là mới nói với người nhà kêu người nhà về hết bắt đầu là mới kể lại một cái câu chuyện như vậy cái người nhà thời điểm đó rất là tin tâm linh mọi người tại vì ngay cả trong xóm đó là có một cái ông thầy hai tửng về vấn đề tâm linh bùa ngải hay nọ độ linh thiêng quá trời luôn thành ra lại trong xóm đó đa phần là ai cũng tin vô bùa chú ma cỏ lum, lum la hết trơn á thành ra đó đối với những gia đình khác nha những câu chuyện khác ừ nghe giấc mơ chửi mày giấc mơ mà bậy bạ nọ đồ nhưng mà gia đình này vừa nghe kể lại giấc mơ một cái thôi là ai cũng tin răm rắp bắt đầu người buồn người khóc này nọ đồ nha đương nhiên qua hết một ngày đau buồn rồi bắt đầu là gia đình mới ngồi xuống thôi khóc thì cũng đã khóc rồi mà người chết thì chắc thì cũng đã chết rồi nên bây giờ đó cái cách cuối cùng là phải đi kiếm cho được cái xác để coi coi là nó nói là nó bị giết nó bị giết như vậy đó là mình phải kiếm được cái hung thủ nữa để mình về mình còn trình báo công an mình có cái xác để mình còn chôn cất đám ma đám tang dỗ quải nữa nhưng mà rồi với một cái minh mối cái một với một cái manh mối là một cái giấc mơ là chị ơi người ta giết em người ta chôn xác em ngoài đồng trời ơi trời đồng tháp biết bao nhiêu cánh đồng mà nói đừng nói đồng tháp đi cho nó rộng cái châu thành thôi mà nói châu thành vẫn còn rộng Mình nói ừ, là một cái xã tân bình mình nghĩ là xã ha một cái xã tân bình ở dưới châu thành đồng tháp rồi bao nhiêu cái cánh đồng ở dưới đó rồi bây giờ đi kiếm kiểu nào nữa bây giờ nhưng mặc nhiên không một ai mà kiểu giống như là nghi ngờ ông hai tửng này nọ chứ không ai nghi ngờ hết trơn đó nha mọi người nha một cái thời có một cái thời điểm mà ông uy tín tới nổi như vậy luôn đó nhưng mà rồi cái giấc mơ thứ ba nó tới mọi người cái lúc này đó từ cái giấc mơ thứ hai tới cái giấc mơ thứ ba đó nghe thì nó hơi lâu một chút xíu lúc đó đó thì khoảng cỡ gần 10 ngày lúc trước thì khoảng cỡ ba bốn ngày gần ba bốn ngày thôi bây giờ là gần 10 ngày trong vòng 10 ngày đó người ta nói nha, người nhà chia nhau ra đi tới ruộng này ruộng kia hỏi ừ là coi có thấy uh, phương ở uh, phương em tôi nọ đồ kiểu kiểu như vậy hay không nhưng mà trời ơi Ai đâu mà thấy mọi người Mà không lẽ bây giờ mình cầm cái cuốc Mình đi đào từng mớ ruộng một Thì đào chừng nào mới thấy Như mò kim đấy bể thôi Thì 10 ngày đăng đẳng trôi qua Gia đình chìm vào một cái sự nó tan tóc Nó đau buồn Bàn thờ thì cũng đã lập lên luôn rồi đó Bàn thờ lập lên luôn rồi cắm nhang này nọ lên luôn nha Kiếm tấm hình rửa để luôn Bây giờ chỉ đợi kiếm được xác về làm đám ma thôi đó à, Nhưng 10 ngày trời không kiếm được Lúc này cái giấc mơ thứ ba mới tới trong cái giấc mơ thứ ba như vậy đó thì cái người chị kia đó trong giấc mơ không còn là như hai giấc mơ kia là ngồi trước nhà đi ra rồi thấy chị Phương về ôm cổ nói nữa mà cái giấc mơ này chị Phương đã từ đầu giấc mơ luôn là chị Phương đã cho cái người chị kia thấy cái khung cảnh là một cái một một cái đồng ruộng rồi một cái mảnh đất nó trống như vậy nè giống như một cái bãi tha ma nó rộng lớn như vậy này. Cái lúc đó đó, cái người chị kia khi mà đứng nhìn như vậy đó Thì thấy là chị Phương chỉ đứng ngay đó Chị mới chỉ xuống dưới chân đó chỉ nói đúng hai chút đúng mấy chữ đây chỗ này nè chị chỗ này nè chị chỗ này nè chị nói được khoảng cỡ 3 lần thì biến mất khi biến mất như vậy mọi người nên chú ý chỗ này nha khi mà biến mất như vậy rồi nha cái người chị mà nằm mơ thấy đó vẫn chưa tỉnh giấc tự nhiên bây giờ em mình phương nó, nó tớ, biến mất rồi mình đứng ở đây mình dòm qua dòm lại nó cũng ráng nhớ trong đầu ờ ừ, có chỗ này là chỗ nào nè bụi dừa bụi tre rồi bụi ô rô nọ đồ thì trời đất ơi dưới miền tây mà dòm đường mà dòm bụi tre dòm cây dừa dòm bụi ô rô thôi biết chừng nào biết đường tại vì ở dưới miền tây cái khung cảnh mà những cái bụi cây bụi tre nọ đồ thì nó đầy rẫy hết trơn sao mà nhớ được đó thì khi bắt đầu lia mắt nhìn mình cố gắng mình dòm mình mình coi mình chưa tỉnh giấc nè mình dòm để coi chỗ nào để mình nhớ được mình tỉnh dậy mình đi kìm mình, mình đi, đi kiếm cho nó dễ thì khi mà đang nhìn nhìn như vậy thấy xa xa thấy phía xa xa vậy đó, thì có một cái căn nhà sàn sao nhìn nó quen dữ vậy ta à sao mà nhìn nó quen quá vậy cứ gán cố gắng nhớ nó ủa hình như là nhà của ông thầy bùa hai tửng mà vừa nhớ tới đó thì giật mình tỉnh dậy trời ơi khi mà giật mình tỉnh dậy một cái nha la làng la sớm lên kêu người nhà đó trời ơi con phương nó mới báo mộng tôi nó chỉ chỗ tôi rồi đi, đi đi lẹ 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 đi lại nhà ruộng đồ nha xuống ghe bắt đầu là chèo thiệt là lẹ hỏi đường nhà người ta coi nhà không phải tỉnh ở đâu là chèo tới liền Mọi người nên nhớ cái lúc đó không phải là chèo tới đó để mà dạch mặt ông thầy hai tửng liền, không có đâu mọi người. Chạy tới đó, lúc đó thì người nhà vẫn còn tin ông thầy hai tửng chứ chưa có nghĩ là ông thầy hai tửng giết người đâu. Mà chỉ tới đó để dựa theo cái căn nhà ông thầy hai tửng. Rồi mới đi vòng vòng đó coi cái bãi ruộng nào nó quen quen giống như trong giấc mơ rồi đào xác kiếm xác của em mình thôi. Chứ mảy may chưa nghi ngờ ông thầy hai tửng luôn. À, rồi bắt đầu khi mà tới đây như vậy đó nghe bắt đầu là vừa tới đó cũng đi kiếm đâu cũng phải là cả ngày trời bắt đầu là mới đào được cái xác của cái cô đó lên. À cái, cái 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 chị Phương đó lên. Khi mà đào lên như vậy trời ơi cả nhà tới đó là tá quả hết trơn. Là bởi vì đó là một cái xác mà nó thối rửa rồi nghe và không có cái đầu ở dưới đó. Trời ơi cả nhà tao nói là khóc mà vừa khủng hoảng Vừa sợ mà còn vừa đau lòng nữa Kiểu như, như là vừa hận thù là Không biết ai mà giết con mình tới nó mà phải chặt mất tiêu cái đầu như vậy luôn đó, rồi thì người nhà bắt đầu là cũng ruộng xác này nọ, đồ bắt đầu là đem về thì khi mà đem về như vậy rồi đó Cái lúc này thì người nhà nói Ừ là không biết ai giết đồ này nọ Cái ngay thời điểm này nè Thì người nhà mới đấu tranh tâm lý với nhau Nói không lẽ là có liên quan đến ông Hai Tửng Trước khi kiếm được cái xác á Là chưa mảy may không mảy may nghi ngờ luôn Nhưng bây giờ kiếm được xác rồi À kiếm được xác rồi bắt đầu là người nhà mới ngồi phân tích nè Mới ngồi mới đem những chi tiết đó ra Ngồi suy nghĩ này nọ đồ Bắt đầu nói Ừ có lẽ nào là liên quan đến ông thầy Hai Tửng không ta cái lúc này mới lên trên công an trình báo trước đó là cũng đã trình báo rồi nó ở ừ, làm phương nhà tôi mất tích như vậy rồi nhưng mà công an thì người ta cũng ở ừ, thôi để đi tìm kiếm với lại ngày xưa trời ơi người dân mà nói rồi người dân ta bỏ lên sài gòn ta bỏ đi xứ này xứ kia ta làm ăn ta không viết thư viết từ gì hết trơn á rồi cũng lên trình báo nó bị bắt cóc này nọ đồ trời công an ta bỏ bỏ công bỏ sức ra người ta đi tìm đi kiếm suốt mấy tháng trời cuối cùng bà lên sài gòn bà 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 đi làm đó, thành ra công an khi người ta nghe cái vụ này người ta quen quá Người ta vẫn tiếp nhận hồ sơ, người ta cũng gọi lên trên đó thử hỏi có có người nhà nào trên đó hay không Nhưng đó là một cái cách làm nó khá là hời hợt Hời hợt cái này mình cũng không có trách được bởi vì nhiều vụ quá rồi à, thì sau khi như vậy rồi bắt đầu là người nhà lại tiếp tục lên trình báo nữa bắt đầu cũng nói ờ là tôi nằm mơ vậy vậy đó tôi thấy vậy 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 đó không biết có liên quan đến ông thầy hai Tửng hay không rồi thôi, thôi công an có gì mấy anh đi qua bển mấy anh điều tra thử coi coi làm sao cái lúc này nè bên công an người ta chấp nhận đi điều tra mọi người nghe nó vô lý không không có một cái, kiểu bây giờ đơn giản lên trên công an trình báo tôi nằm mơ vậy đó thôi đi, đi điều tra hung thủ giùm đi thì bên công an người ta sẽ không có điều tra nhưng ở đây nó có một cái mọi người phải nên biết đó, đó, là công an lúc này đó là từ trước tới bây giờ đó người ta cũng nghe khá là nhiều người trình báo về cái vụ việc ừ ông thầy hai tửng này nè là mê tính dị đoan kiểu như mấy ông chồng đó đa số là những cái ông đàn ông những cái ông chồng này nọ đồ hay kiểu như là vợ mình nè cứ tới đó rồi cứ coi bói coi bói hoài coi mà coi ghiền từng nào cũng tới nhà ông hai tửng từng nào cũng tới nhà ông hai tửng coi coi ghiền sao đó đó thành ra mấy ông trọng mà ông ghét vừa ghét mà còn vừa ghen nói gì nói ông thầy hai tửng thời điểm đó cũng là đàn ông mà chứ đâu có phải là đàn bà đâu Đó, cũng lên cũng kiểu giống như là cũng báo cáo báo cáo nhiều lần rồi nhưng người ta chưa đủ một cái bằng chứng và cái lý do để người ta người ta đi kiểm tra ngày xưa đó cái vụ mà bói toán mê tín dị đoan nha công an bắt là có thiệt nha nhưng ông thầy hai tưởng này đó ổng không phải là một cái thầy bói. mọi người nên nhớ người ta biết tới ổng giống như là một cái người thầy thuốc vậy đó tới để mà trị bệnh này nọ rồi à, mắc xương cá rồi bắt đầu là đau họng này nọ bị những cái bệnh mà à, về cái bệnh dân gian đó là tới là ổng trị tới là ổng trị như vậy đâm ra là bên công an là chưa có đi, đi có, chưa có đi tới nhà ổng được nhưng bây giờ là có một cái người trình báo liên quan đến một cái vụ giết người và nghe đâu là ông thầy hai tưởng là gọi là nghi phạm nữa nha không phải là phạm nhân nha gọi là nghi phạm lớn nhất tại vì xác chết rất là gần với cái nhà của ổng thì mới mượn cái lý do đó để mà tới nhà cái ông hai tưởng đó để mà khám xét à, mọi chuyện nó phải có từng bước từng bước một chứ đụng tới cái chuyện mà công an mà bắt bớ này nọ đồ đâu phải là bắt một cách vô lý được đâu mọi người nó phải có một cái đường dây của đó ha mọi người ha rồi cái lúc đó tới khám nghiệm tới khám nghiệm lần đầu tiên không thấy bất cứ cái gì hết trơn vào đó thì ổng cũng ba cái tủ này, thuốc này nọ đồ rồi cũng bàn thờ gia tiên bàn thờ cái gì đó thì đương nhiên không lẽ mình vô mình bắt cái vụ bàn thờ mà cũng đi kiếm vòng vòng như vậy cũng không thấy cái gì cả và thêm một lần nữa mình cũng phải nói nha để mọi người không mọi người mừng nói là cái câu chuyện nó không hợp lý Công an khi mà tới khám nghiệm lần này đó là khám nghiệm một cái cách nó cũng rất là hời hợp Người ta tới ví dụ như ừ là thấy là có bối toán là có giao dịch tiền bạc này nọ rồi có tượng ma tượng quỷ hay cái gì đó đó Thì ừ mình còn gọi là chứng cứ mình bắt được nhưng mà vô tới nhà ổng thấy sạch sẽ hoàn toàn một cái căn nhà mà kiểu như là nhà sàn rồi uh, mái lá rồi nọ cột siêu nọ bình thường thôi, sạch sẽ tươm tất mà ổng lại là một cái người nói chuyện rất là nho nhã, rất là hiền hậu luôn. Thành ra công an người ta tới người ta kiểm kiểm sơ sơ thôi hà chứ không có lục soát kỹ đâu. Rồi người ta bắt đầu là chuẩn bị đi về. Nhưng khi chuẩn bị đi về như vậy nha. Có một cái anh ở trong cái nhóm đó. Khi đang đi về như vậy ảnh có cảm giác Và cái anh này đó khi mà ảnh mặc sắc phục trong người ảnh không kể nhưng khi mà ảnh là người thường rồi đó nghe đó là ảnh đã từng kể cho những người trong xóm nghe và ảnh yêu cầu giấu tên đi cái này chắc mọi người cũng thông cảm mà những người mà làm cơ quan nhà nước mà kể chuyện ma cỏ nó cũng rất là kỳ ha hơi tế nhị ha thì cái người đó họ mới nói đó khi mà đang chuẩn bị đi ra, chuẩn bị đi về là xếp hồ sơ vô rồi chuẩn bị là chào ông Hai Tửng đi về rồi đó. Thì ảnh vừa mới bước ra thôi, ảnh cảm nhận rõ ràng là có ai đó nắm cái chân ảnh níu lại. Ảnh còn nhìn xuống kiểu như nắm cái cái ống quần kéo lại, giật cái ống quần lại mình cổng tưởng giống như là cái ông đó ông tưởng đó là mình bị mắc vô trong cái cổng kẽm cổng gai, cái ống quần nó giật lại như vậy nè, nó giật lại như vậy luôn thì ông bắt đầu ông mới đứng lại ông dòm dòm xuống dưới mà khi ông dòm như vậy thì ông không có thấy là à, là cái ông quần nó bị cái gì cả ông mới liếc lên ông nhìn ông hai tưởng một cái thì thấy mà ông hai tưởng là hơi kiểu như là lấm lem một chút kiểu không phải là lấm được cái gì ta kiểu như là con mắt láo liên láo liên cứ nghĩa là nhìn có vẻ là đang giấu một cái gì đó vừa nhìn lên một cái thấy mắt ông láo liên láo liên một cái là bắt đầu là hơi nghi nghi à rồi thì ngay cái lúc này bắt đầu là cái ông đó ông mới dừng lại ông kêu khoan để tôi vô tôi kiểm tra lần cuối cái này cái lần cuối này mới chết nè mọi người lúc này cái anh đó anh quay trở vào anh quay trở cái, cái, ga đằng sau giống như là gọi là ở đằng sau nhà đó ha mọi người ha thì khi mà ảnh vừa bước vô trong đó ảnh thấy là có một cái rương khi mà vừa nhìn vào cái rương cái rương đựng đồ mọi người vừa nhìn vào cái rương một cái thôi thấy rõ ràng cái rương nó nhúc nhích mọi người một cái rương nó cũng không có quá bự đâu cái bề ngang nó độ khoảng cỡ một mét như vậy thôi và cái anh đó anh khẳng định anh mới vừa bước vào trong đó anh thấy rõ ràng là cái rương nó hơi nhúc nhích nhẹ như vậy nè giống như là có nhốt cái gì con gì vật gì ở trong đó như vậy đó đó nhưng mà bắt đầu ông dụ vụ mắt ông dòm lại thì đương nhiên mọi thứ bình thường rồi thì bắt đầu ông hai tưởng kim vô nó dạ à, cái này trời ơi tôi để à, ba cái đồ đạt lĩnh khỉnh này nọ đồ bác cái đồ à, bốc thuốc này nọ rồi đó để à, dân chúng tới đây thì tôi để, tôi lấy ra tôi bốc thuốc cho người ta thôi chứ không có gì đâu mấy anh ơi à, thì bắt đầu cái người thì, họ nghi ngờ rồi cái thái độ của ông hai Tửng mà người ta có một cái 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 cái, cái, cái nghiệp vụ người ta mà bắt đầu là mới kêu ông hai Tửng đó mở ra Trời ơi Cái lúc này đó ngang Khi mà mở ra một cái ở trong đó Không phải là một cái đầu của chị Phương không nữa Mà cái đầu đó Lúc đó nhìn cái đầu không biết là cái đầu của ai đâu Còn cái xương sọ không à mọi người ơi à, Tại vì ông hấp lên rồi ông làm đủ thứ trò Như trên mặt báo người ta nói ông hấp ông làm tùm lum Bây giờ là chỉ còn xương sọ không thêm Có tới bốn cái lần mọi người Có tới bốn cái đầu lâu Ở trong cái rương đó trời ơi Bắt liền tại chỗ gọi lên bắt đầu là xin giấy này nọ tất cả mọi thứ là đương nhiên mà khi mà bên đó người ta bắt được chứng cứ này nọ rồi là xin giấy dễ lắm gọi là cái giấy mà để à, áp giải nghi phạm về kiểu kiểu như vậy đó. Nó là chỉ trong vòng một phút 30 giây thôi là bắt đầu từ một người nghi phạm thành bắt đầu là nghi phạm số 1 của một người ha. Đó bắt đầu là qua tới bắt đầu là phạm nhân luôn rồi bắt đầu là áp giải về để mà lấy lời khai thì tất cả những gì mà ông hai tưởng này ông khai đó thôi chắc bây giờ mình không cần kể nữa bởi vì cái đó trên mạng nhiều lắm cái những cái lời khai của ông hình như mình thấy là công khai trên google rất là nhiều luôn là bắt về làm sao rồi lấy dao cạo lông vùng kính phụ nữ rồi để mà luyện bùa thiên linh cái làm sao rồi thiên linh cái có tác dụng gì rồi ông bắt bao nhiêu người rồi khi mà tới trị bệnh là ông sẽ à, giết ổng à, giết xong rồi bắt đầu là ổng mới ổng mới um, dở cái trò đòi bại trên cái xác chết đó rồi sau đó là ổng mới chặt cái đầu rồi ổng mới cạo lông kiểu như vậy là tất cả những lời khai đó ở trên mạng nó có rất là nhiều à rồi thì sau khi mà phát hiện được cái vụ đó rồi đó nghe Người ta khám nghiệm tử thi mọi người À người ta khám nghiệm tử thi người ta mới xác định được bốn cái đầu lâu đó Có một cái là của đương nhiên là có một cái của chị Phương rồi ha Còn ba cái còn lại đó nghe là cũng đã có Cũng là của những người mà ở trong cái, cái sớm đó Mà cũng đã từng lên báo bắt cóc Rồi báo cái này cái nọ Nhưng mà không biết là có phải hay không Hay là lên trên Sài Gòn đi lập nghiệp hay không cũng không biết Mà bây giờ ba cái đầu lại nằm ở đó trời ơi Mọi người thử tưởng tượng đi khi mà nghe được cái tin tức đó Một cái người mà mình từng tôn thờ Mình tin tưởng cỡ nào bây giờ lại đùng ra một cái như vậy là trội Cả sớm ta nói là kinh thiên động địa hết Và có nhiều gia đình phải ly tán Bắt đầu là vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ tập đúng hết Bởi vì những người phụ nữ đó họ tới đây như vậy Họ cũng đã tới cái ông thầy hai tử này rất là nhiều rồi Và ác một cái đó ngang là ở trong cái lời khai của ông hai tử Ông cũng có ghi luôn không phải là ai ông cũng giết đâu những người nào mà theo như ổng nói là thấy hợp cái gì đó rồi tướng tá sao sao nó cái 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 đầu sao sao đó, hợp với cái thiên linh cái của ổng thì ổng mới giết còn những người còn lại là tới bắt đầu ổng khám bệnh này nọ rồi nha là ổng mới đầu dở trò đòi bại thì khi mà dở trò đòi bại ra Ví dụ như mình nói là 10 người phụ nữ đi Thì cũng phụ nữ mà khi mà ngày xưa nó 20 năm trước mà ở dưới miền Tây đó mọi người Thì cái chuyện mà tự nhiên đi chồm chèm với người khác mặc Không cần biết là có phải là bị hiếp hay không Hay là hay là vô tình hay không Hay là một tai nạn hay không Nạn nhân hay không Thì về đây khi mà lộ ra rồi là nguyên cả làng cả sớm Ta nói ta chửi bới rồi Nói xấu qua lại thành ra cái người phụ nữ Những người nào mà bị ông hai tửng này rờ mó mà sờ chạm đó À, làm những chuyện đòi bại nó nhen về là giấu giấu như mèo giấu cất gì đó không có nấu cho ai nghe hết và cũng 10 người là bảy tám người như vậy nhưng cũng có vài người hai ba người mê ông tẩn hơn ông chồng của mình luôn đó là cứ tuần nào cũng tới tuần nào cũng tới xếp lịch ta nói hai tư sáu ba năm bảy cái này mình nói hơi vui chút xíu nha, mình không biết cái ông thầy hai tưởng này ổng có bùa phép thiệt hay không Nhưng mà nói về cái chuyện mà tâm sinh lý đàn ông, ông này là cũng hơi bị ghê đó mọi người à, Ông này là cũng hơi bị dữ đó nha, nguyên cả sớm như vậy luôn nha mọi người ha đó thành ra sao cái vụ đó là trong sớm biết bao nhiêu cái chuyện mà vợ chồng cãi lộn quýnh lộn ly dị cũng bởi vì những cái lời khai của ông hai tửng không đó mọi người ha rồi sau đó khi mà có kết quả xong tầm khoảng cỡ vài tháng hay một năm sau thì mình cũng không rõ ha thì cái ông hai tửng này chính thức là bị xử án là tử hình lúc đó là tử hình tại chỗ mình gọi là tử hình kiểu giống như là kiểu như công khai luôn để cho tất cả mọi người biết với cái vụ đó rất là nổi tiếng trên mặt báo lúc đó khi mà người ta tới là tính khoảng cỡ mấy ngàn người tới để mà coi cái ông hai tửng đó bị tử hình luôn á mọi người À rồi thì cái câu chuyện nó khép lại như vậy. Đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là ý là mình muốn nói á là những câu chuyện này ở trên mặt báo nó không có ghi. Ở trên mặt báo chỉ nói là ờ à, là nhờ một cái à, à, sự mất tích của một cái cô gái tên Phương rồi gia đình rồi trình báo này nọ đồ à, công an tới điều tra thì mới phát hiện ra đồ này nọ đồ. À là chỉ ghi họ chỉ ghi đơn giản như vậy thôi nhưng có những cái góc khuất có những cái chi tiết là khi tới khám nghiệm rồi ghi tới khám xét nhà rồi không thấy rồi sau đó là có người bị níu chân lại mở hòm lên thấy thì ở trên mặt báo họ lại không có ghi những cái điều đó và đó là những cái điều mà bây giờ mình đã kể cho mọi người nghe ha mọi người ha rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là do một anh ảnh tên là trần phước bình anh đã gửi về mọi người ha bây giờ nè mình sẽ chuẩn bị qua tới cái câu chuyện thứ hai thì đương nhiên trước khi qua câu chuyện thứ hai cho mình quảng cáo và nhất hôm nay là món mới mọi người hồi nãy giờ mọi người nhìn đó là mọi người thèm mọi người nhìn cái tô ha bây giờ là mình sẽ đẩy gần chút xíu cho mọi người coi nè mọi người cái món này đó về nói cái chuyện mà ngon hay không ngon thôi chắc mình không có nói tới Bởi vì thôi hôm nay mình xin phép mọi người mình nói như thế này nè Đây là cái món hôm qua mình nói rồi là gần cả một năm nay Rất và rất là nhiều anh chị cô chú khán giả Lớn tuổi có, mấy bé nhỏ nhỏ, mười mấy tuổi cũng có Nhắn tin thậm chí là gọi điện nói Chú Vũ ơi, ơi vậy Vũ Mập ơi, bây giờ làm cho chú cái món da heo đi nó có món da heo đi bây giờ khô gà có rồi rồi khô cá thiều khô bò có hết trơn mà chưa có da heo đó thì mình cũng nghiên cứu mình làm mình làm thất bại quá trời ha, hôm qua mình nói rồi nhưng bây giờ là mình đã thành công thì khi mình thành công rồi mình không dám tự tin mình nói cái món này mình ngon mình chỉ biết á là mình chỉ đem cho cái cháu chắc nhà mình những cái đứa nhân viên nhà mình rồi hàng xóm mình đưa ăn thì ai cũng nói là ok à, ai cũng nói ừ thôi bán đi vũ ăn thấy được đó không 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 có dở đâu ngon đó giòn ngon lắm đó thì đó là những cái lời phán xét của những cái lời ý kiến của những cái người hàng xóm bây giờ bây giờ mình sẽ bán cho mọi người thì mọi người mua về thử nếu mà nó có dở nó có bị cái gì đó thì mọi người nói với mình để mình sẽ khắc phục và làm cho nó ngon hơn nhưng cái điều mà mình tự tin mình nói là mình đã làm cho nó bung và nó giòn thiệt là giòn ra luôn nha. Như cái cách mình nói đó đó là đâm lỗ xong rồi phơi thì nọ đồ nha. Đó và sấy lên với một cái nhiệt độ nhất định đó, và cái gia vị nó rất là giòn mọi người xem là mình bóp nè. Không có ăn được nha, đang kể chuyện ăn một hồi kể không được. À, bây giờ mình bóp như vậy nè. À, rất là giòn nha. Khi mọi người nhai như vậy đó, mọi người nhai cần phải cái cái hà mọi người đánh lên đánh xuống khoảng cỡ ba bốn lần thôi là nó đã tan liền ở trong miệng mọi người luôn rồi ở trên thị trường có rất là nhiều loại da heo khi mọi người ăn một hồi đó, nó sẽ dính cái 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 cợn cợn này nó có những cái miếng mà nó còn chưa có bị chưa có bung hết đó, nó chưa có giòn nó chưa có bung ra hết đó thì nó nó giống như là nó còn bị dính lại cái miếng da nó rất là khó chịu nhưng mà bên mình mình ăn như vậy là mọi người sẽ tan đều ra hết luôn nha cái khúc cuối mà ở trong miệng mọi người nó mọi người chỉ còn lại một vài cái miếng da heo mỏng mỏng mọi người nuốt là nó ngon thôi đó là kiểu như vậy còn về cái gia vị của nó đó thì ở đây đó là mình đang để là mình đang sử dụng cái gia vị là mắm hành mọi người à, mình mình để da heo mắm hành mọi người ha tại vì mình thấy nó ok nhất à, và nó, nó nó để cũng rất là lâu và kiểu như là cái thị hiếu khách hàng nó ăn nó cũng dễ nữa thì mọi người có thể là lên mua thử ha rồi bây giờ là mình sẽ báo giá nha mọi người nha cái giá của một hũ như vậy đó thì mình bán là 90 mươi ngàn nhưng nếu như mọi người mua 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 nhiều nè mình nói nè mình sẽ bán theo combo nha mọi người mua hai hũ là giá nó chỉ còn có một trăm rưỡi thôi một hũ nó như thế này mọi người một cái hũ như vậy đó, nó nhẹ lắm tại vì cái miếng nó bự và nó xốp nó giòn nữa nó bung ra hết mà thì một hũ như vậy nó nó chỉ có 150 trăm năm thôi nó rất là nhẹ đâm ra hai hũ là nó chỉ có 300 trăm mọi người lưu ý nha trong khi một hũ khô gà của mình là 400 trăm rồi nhưng một hũ này nó chỉ có 150 trăm thôi mình bán hai hũ như vậy là giá là một 150... trăm 50.000 nha mọi người nha. Một hũ thì bán giá 90, nhưng mà người mua hai hũ đó thì giá của nó là còn 150.000, tính ra có uh, 75.000 hũ thôi. Và thêm một cái combo nữa nha mọi người nha. Nếu mọi người mua da heo đi chung với da cá thiến sao? Da heo 90.000, da cá là da cá trứng muối nha là 125.000 cộng lại là 215.000 đúng không? Nhưng khi mọi người mua combo như vậy, mình sẽ giảm giá cho mọi người à cái đây là cái đây là cái nhân dịp mà ra sản phẩm mới nha mình sẽ giảm giá để coi à, 215 mình giảm cho mọi người uh, 45 ngàn đi mình sẽ tính giá mọi người là 170 ngàn một hũ da cá và một hũ uh, da heo như vậy trời ơi về ăn là xuất sắc da cá mà đi chung với với da heo mọi người ăn nó đã dữ lắm mọi người ăn trứng muối nó ngán rồi phải không mới là quay qua đây ăn cái uh, cái um, cái da heo mà mắm hành như vậy trời ơi còn cái gì bằng nữa ha mọi người ha để mình suy nghĩ thêm để mình coi mình suy nghĩ thêm những cái combo rồi đó để mà giảm giá cho mọi người tốt nhất có thể là mình sẽ giảm hơn nói chung là mình bán nó rất là thoải mái mọi người ha bán chủ yếu là phục vụ mọi người thôi tiền lời thì vẫn có chứ không phải mình nói ừ bán cho vui thôi tiền không quan trọng tiền đâu không quan trọng về còn phải tả sữa cho bé bơ nữa nhưng mình sẽ tính một cái giá làm sao cho mọi người dễ mua nhất có thể mọi người ha rồi nói lại lần nữa mọi người mua một hũ như vậy không 90.000 ha mọi người ha và cái cái giá của nó mọi người mua về mọi người ăn mọi người sẽ cảm thấy rất là xứng đáng đồng tiền nhưng nếu mọi người mua hai hũ là chỉ còn có trăm rưỡi thôi có phải là mọi người sẽ tiết kiệm 30.000 không muốn tiết kiệm nữa đúng không mua một hũ da heo đi chung với hũ da cá vô thành combo đó vô thành một cái combo như vậy là giá chỉ còn có trăm bảy đáng lẽ là 215 mà chỉ còn có 170 trăm bảy mươi ngàn mọi người tiết kiệm được tới 45 mươi lận mọi người ha đó rồi ok như vậy đi ha mọi người ha rồi nhớ ủng hộ mình rồi về ăn đó có bất kỳ vấn đề gì nó nó bị dở chỗ nào nói chung là mình cũng chưa biết nữa mọi người về ăn thử đi có bất kỳ ý kiến gì mọi người cứ đưa ra là mình sẽ khắc phục từ từ ha mọi người ha còn nếu mà đối với những người nào mà ăn về nha mà không chấp nhận được luôn nó trời ơi nó dở quá vũ ơi ơi em làm sao mà nó cứng quá, nó khô quá rồi nó dở quá đó. Nói với mình thôi mình sẽ trả lại tiền và mình sẽ nhận sản phẩm lại. Bởi vì mình khá là tự tin có thể là đối với nhiều người cái này nó không có được xuất sắc. Nhưng mình đảm bảo là nó sẽ ngon nha chứ không có tới nói mà dở mà cứng này nọ giống như là những cái da cá mà ở những cái da heo mà à, bán mà kém chất lượng đó ha mọi người ha. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ quảng cáo như vậy lâu lâu có món mới quảng cáo dài dài chút xíu cho mọi người nha. Nên mua combo sẽ lợi hơn. Có thể là vào trong trang ăn vặt vũ mập hoặc là Shopee để mà mua ủng hộ mình nha. Bây giờ nè, mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Cái câu chuyện thứ hai này là nó xảy ra vào năm 2008 mọi người. À, thời điểm đó đó thì câu chuyện này anh anh Bình anh bạn, bạn Bình mới được nghe kể lại nha. Do một cái người ông, một cái người ông thứ năm ở trong gia đình nó có kể lại thì ông có nói là thời điểm đó là đối diện nhà ông năm đó thì ông cũng đã khoảng cỡ bốn mươi mấy gần 50 tuổi rồi ha mọi người. À, thì đối diện nhà ông luôn là cách một cái con lộn như vậy nè là có nhà của một cái anh kia. Cái anh đó thì suốt ngày ảnh cứ ăn chơi trát tán rồi ảnh cũng cứ hay đem nợ về gia đình. Ngồi bên đây cái lâu lâu mình thấy gian hòm, gian hồ tới rồi tạc móng tôm, tạc sơn nhà đòi nợ tùm lum tùm, tùm, tùm la hết trơn á. Nói chung là trong xóm là anh đó là ảnh người ta đồn ảnh người ta nói ảnh là, là phá gia chi tử kiểu kiểu như vậy nhưng mà rồi cho tới năm 2008 đó thì à, mới phát hiện ra là anh đó anh đã uống thuốc sâu tự tử chắc là do nợ ngập đầu hay sao thì không biết đó thì anh có tự tử ở trong nhà và thấy nhà làm đám tang rồi cũng khóc lóc tất cả mọi thứ à, à, rồi thì cứ mỗi chuyện mình cũng nghe ừ thôi thì đi trong trong sớm là có một cái người chết thì cũng bình thường đám ma tới rồi này nọ thôi cũng không có gì nhưng mà rồi từ sau đó nha lúc đó đó là cái ông nam ông nói cứ hàng đêm như vậy đó là thường xuyên cái anh đó anh hiện hùng về anh phóng phá ở nhà ở nhà của anh có phá hay không thì không biết mà lại đi qua bên nhà của ông năm này phá nó mới ngộ chứ những cái lần đầu tiên ông năm nói gì nè ông năm đang ngủ ở trong nhà mình nói là cái tuổi bốn mấy năm mấy rồi thì à, già thì không có là già đâu còn trẻ chán mọi người ơi nhưng mà bị cái là hơi khó ngủ hơn cái lúc mà còn trai trẻ thôi tối ngủ này nọ đồ cũng khoảng cỡ cũng mình ngủ nó, nó khó rồi nhiều khi là âm thanh này nọ đồ mình hay giật mình ông năm ông đang nằm ngủ như vậy bắt đầu là nghe cái tiếng đập cửa mọi người biết cái cửa cái kiểu cái cửa kéo mà hệ cửa kéo đài loan mọi người cái cửa nó bằng cửa sắt kéo 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 ngang như vậy nè trời ơi đập vô nó ồn bà cố luôn ông năm ông đang nằm trong đây ông ngủ rồi bắt đầu nghe tiếng đập cành 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 vậy đó bắt đầu là mới chạy thiệt là lẹ ra bắt đầu mở cửa tưởng đâu là đêm hôm mà gõ cửa kiểu như vậy chắc là chuyện gì gấp gáp lắm rồi rồi rồi, rồi tôi ra liền tôi ra liền bắt đầu là lẹ mở ổ khóa kéo cửa rẹt ra một cái không thấy ai hết Vấn tanh vắng que mà bị cái là đêm bị một lần đêm bị có một lần thôi đóng cửa một cái mù nậu cha thằng nào chơi ác ôm này nọ đồ đang ngủ gõ cửa vô nằm ngủ tiếp ha à, rồi thì cũng ngủ được tới sáng bình thường qua ngày hôm sau đang ngủ cái bắt đầu là bị đập cửa nữa bị đập cửa đầm 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 cũng chạy ra cũng mở cái cửa ra cái cũng không thấy ai bắt đầu là lần thứ hai là thấy hơi kỳ nha cái lần thứ hai là ông năm ông nghĩ trong đầu nó rồi thằng nào cái này nó cố tình nó chơi mình hay sao nè Thành ra bắt đầu là ông Năm đợi cái ngày thứ ba Ông Năm rình thử coi làm sao Ông Năm rình bằng cách nào Ông Năm lấy một cái ghế bố đó Ông Năm mới kê kế bên cái cửa Cách cái cửa độ cầm một mét thôi Ông Năm nằm ở đó ngủ Ông Năm nói mà, bây giờ nếu mà thằng nào đó ngăn mà nó tới nó đập cái cửa này nó vừa đập một cái là mình hú mình, mình 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 kiểu như mình đưa con mắt ra mình dòm liền những cái cửa sắt thì mọi người biết rồi nó có những cái lỗ 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 như vậy là mình kê con mắt ra mình dòm thấy liền là cửa cửa sắt kéo nó như vậy á đó thì ông Năm ông cũng đang nằm ngủ như vậy Ông cũng nghe gõ cửa cánh canh 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 Một cái là ông bật vậy bắt đầu là ông đưa con mắt ra ông dòm liền Ông vừa đưa ra con mắt ông giờ Ông thấy rõ ràng nguyên một cái bóng đen nha Lướt từ trước cửa nhà Ông lướt thiết là lẹ qua bên cái nhà đối diện mất tiêu À mà rõ ràng là chân không chạm đất nha Từ cái từ cái nhà bên này qua tới cái nhà đối diện Qua cái đường lộ tầm khoảng cỡ 5-7 mét gì thôi Chứ không cái lộ nhỏ đâu phải Không phải là lộ cái đó năm bảy mét thôi nha mà lướt nó là không tới hai giây đồng hồ nó lướt một cái xẹt một cái qua bên nhà bên kia cái là mất tiêu à thì cái lúc này đó ông năm ông cũng nghi nghi ông cũng chưa có nghĩ là là cái 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 ông mà mới vừa uống thuốc sâu tự tử chết đâu chỉ là hơi nghi nghi nói ủa sao kỳ vậy ta hồn ma bóng quế mà ở đâu ra xong mà đêm hôm chọc ghẹo mình nhưng mặc nhiên là ông, năm không có sợ nha tuần tối đó rồi trời ơi ngày xưa là là, 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 là đi nằm hầm nằm hố đồ dữ dằn lắm không có không sợ ma sợ cỏ đâu rồi thì cũng thắp cây nhang à cũng thắp cây nhang lên cúng nó ừ được thôi tôi cũng già cả ngang tối tôi được có nguyên ngày làm lụng này nọ đồ đó tôi không có con cái gì mà nó nuôi chăm sóc hết trơn đó thân già lụm khụm bây giờ năm mươi mấy bốn mấy năm mấy tuổi rồi mà còn phải đi kiếm ăn đó ngang được nguyên đêm nguyên ngày được có một đêm giấc ngủ thôi thôi đừng chọc phá tôi đó rồi cũng cắm cây nhang xuống như vậy khi mà đốt một cây nhang xinh như vậy rồi đó thì đương nhiên qua hôm sau không có phá nữa mà ba bốn ngày sau lại tiếp tục như vậy cũng cứ đang nằm ngủ nghe rầm 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 đưa con mắt ra dòm thấy rõ ràng nguyên cái bóng đen đi từ bên đây đi thiết là lẹ qua bên kia nhà ngưng lại ở đây cái câu chuyện nó ngưng lại ở đây chưa kiếm cách giải quyết đâu thì ngay lúc này ở trong xóm lại xảy ra một cái chuyện nữa cái chuyện này thì anh bình anh biết bởi vì á anh bình nói thời điểm đó đó là cách cái nhà của ông Năm tầm khoảng cỡ độ gần 100 m á là có một cái tiệm internet mà internet ngày xưa mà năm 2008 thì mình nhớ hình như là Võ Long truyền kỳ rồi MU rồi ha cũng có rồi ha. Nhưng mà đa số người ta vào đó người ta kiểu như là để mà chat Yahoo rồi gọi điện thoại qua nước ngoài là nhiều. Đó thì ở trong cái tiệm net đó đó là có một cái chị gái năm đó thì năm năm đó thì cái người chị đó là 23 tuổi. Thành ra anh Bình anh với kêu bằng chị cái chị gái này đó là bị câm bổng sinh rất là tội nghiệp mọi người ha bị câm bổng sinh tuy nhiên vẻ bề ngoài thì vẫn rất là tha, rất là tha thước rất là là đẹp này nọ đồ ha mọi người ha là thường xuyên đó là sẽ trông coi phụ mẹ tuy là chỉ bị câm thường thường mình nghe nói là những người bị câm thường, thường thường lâu ngày là sẽ dẫn đến cái lỗ tai là sẽ bị điếc nhưng cái cô gái này không cổ chỉ bị câm thôi nhưng mà lỗ tai cổ vẫn hoạt động bình thường đã tay chân mắt mũi này nó bình thường ha thành ra là cổ thường xuyên á, là ra để mà trông coi tiệm nét phụ mẹ của mình Ngày xưa chỉ là ghi giờ thôi mọi người làm cầm cái giấy ai vô ghi giờ xong mày kẹp lên như vậy nè Ngồi ra tính tiền cầm tờ giấy đưa rồi nhìn đồng hồ rồi ừ là ừ, Tiếng rưỡi hai tiếng thì tính từ hai ba ngàn tiếng tính tới thôi cũng dễ dàng Và và ngay lúc đó thì cổ ngồi như vậy là cổ có một cái tivi Cái tivi mà dạng hộp ngày xưa đó nghe là để kế bên cái máy tính á Là thường xuyên coi những cái phim Hàn Quốc ngày xưa mọi người Phim mà nó là phim dài thủy tinh này nọ đồ ngày xưa ngôi nhà hạnh phúc rồi đó ha Đó là hay ngồi coi những cái phim như vậy thì đó anh Bình ảnh chơi khá là thân với lại cái chị gái này, bởi vì có đôi khi đi ra chơi net hết tiền không có tiền chơi net nữa ha, là ngồi kế bên bà chị đó để mà ờ à, là coi tivi ké, rồi lâu lâu cũng tính tiền net dùm bả luôn, coi như là chị chị em em rất là vui vẻ. Nhưng mà rồi đó sau cái vụ đó ngang mà ông Năm này ông bị chọc khoảng cỡ mấy ngày sau đó ngang thì ở cái tiệm net đó đó bắt đầu là mới đóng cửa anh bình này anh cũng đi tới đi chơi net thấy là tiệm net đang đóng cửa gì tạm thời đóng cửa gì đó ngăn cái lúc này hai ba ngày rồi mà trời ơi đối với cái dân ghiền game mà tiệm net đóng cửa hai ba ngày là chuyện lớn nha chứ không phải chuyện nhỏ nha thì anh bình mới lân la lân la hỏi khi mà đi hỏi mới biết là đang đi kiếm cái cô gái này bởi vì nghi ngờ cổ đã bị bắt cóc bán qua bên Campuchia hay sao đó rồi đó. Bởi vì cái đêm hôm đó đó, khi mà người nhà cũng giao cho cổ để mà kêu cổ ở là à, 10 giờ đóng cửa là sẽ xếp ghế đồ vô đó. Thì người nhà ngồi trong nhà đợi hoài, không thấy cổ vô. Mới đi ra kiếm thì thấy là cái đôi dép của cổ vẫn còn để ở trước nhà đó. Nhưng mà không thấy cô này đâu cả à rồi cũng đi giáp vòng hàng sớm kiếm cũng không có ngang bắt đầu là cũng nghĩ ừ thôi chắc nó qua nhà bạn nó chơi à thường thường mà cô đó cổ đi qua nhà bạn chơi là cổ sẽ không có nói tại vì cổ bị câm mà thì cổ sẽ ghi lại một cái tờ giấy cổ ghim nó đâu đó của nó ờ là con qua nhà ăn hạnh chơi vài bữa gì à, sáng mai về kiểu như vậy à, thì người nhà cũng nghĩ như vậy ừ thôi chắc hôm nay nó đi chơi nó gấp gáp quá rồi nó không có ghi giấy lại thì qua ngày hôm sau cũng không có thấy về luôn Thì người nhà cũng ráo nhau đi kiếm rất là nhiều Cho tới cái thời điểm mà anh Bình anh biết được chuyện Là cô đó cổ đã mất tích được khoảng cỡ 5 ngày rồi Nhưng vẫn chưa kiếm ra luôn Thì ngay lúc này trùng hợp quay lại cái câu chuyện hồi nãy của ông Năm Lúc này cái đêm hôm đó ông Năm đang nằm ngủ Thì ông Năm lại tiếp tục nghe tiếng đập cửa Và tiếng đập cửa nó rất là mạnh giống như là không phải là một người đập nữa nghe canh 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 thì ông năm ông cũng giật mình cũng nói ủa sao hôm nay nó đập mạnh này nọ rồi ha mọi người ha ông năm mới hí con mắt ra nhìn thì theo như lời của ông năm kể lại ông năm thấy lúc này là hai cái bóng đen một nam một nữ à hai bóng đen một nam một nữ lướt thiết là lẽ đi qua bên cái nhà hàng xóm chính là cái căn nhà của cái ông vừa tự tử chết là như vậy thì ông nam ông cũng rất là thắc mắc ông nói ủa sao kỳ vậy ta lúc trước là là nó bây giờ nếu mà là cái thằng đó đi bây giờ mình xác định nó là cái thằng mà hôm bữa tự tử chết đi thì nhà đó bữa giờ thì có một mình đám ma đó mà nó cũng không có chị em mà vợ thì đương nhiên chưa có rồi thời điểm đó cái ông mà tự tử chết như vậy ông đâu chùm chèm 20 thôi mà trời ơi người vậy rồi vợ nào mà người ta dám lấy độc thân mà nhà cũng không có anh chị em gái gì hết trơn mà chưa có đám ma chết chóc gì hết trơn mà sao bây giờ lại hiện ra hai cái bóng như vậy nó hơi ngộ à thì đó bắt đầu là mới tò mò nha mọi người nha thì bắt đầu một lần đó thì anh bình mới tới nhà ông năm này để chơi thì khi mà tới chơi như vậy ông bình này mới kể lại cho ông năm nghe nó ông năm ơi ông biết cái tiệm nét gần nhà mình không có cái 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 chị bị câm nó trội tội nghiệp ghê mấy bữa nay đó chị mất tích tới giờ cũng đâu cũng năm bảy bữa gì rồi đó, chưa kiếm được không biết nữa, có bị bắt cóc này nọ được không tại vì lúc mà mất tích đó là cái đôi dép còn ở nhà luôn không biết làm sao có bị bắt cóc vào bên campuchia hay kiểu kiểu như vậy hay không thì khi mà kể lại như vậy rồi ông năm á nọ ông nói Ê, bình tao nói mày nghe này là mày có sợ ma không nó dạ dạ con cũng sợ nhưng mà có gì ông năm gì có gì ông năm kể con nghe nói ừ ừ thì theo như mày nói là nhỏ bị câm á là nó mất tích năm bảy bữa nay đúng không tại vì trước đó đó cái căn nhà đối diện ông năm là có thằng kia nó chơi nó nó, nó tự tử nó chết uống thuốc sâu tự tử nó chết thì mới đầu là ông năm bị nó gõ cửa hoài ha cứ ngày hai ngày nó qua nó gõ cửa mà ông năm hí ra ông năm dòm nó thì ông năm thấy có mình nó hả thấy có bóng đen lướt qua lướt lại lướt qua lộ đi về nhà thôi đó thì ông năm cũng không nghĩ gì nhiều nó ừ nhiều khi dông vía nó hạp nó chọc mình thôi chứ không có gì nhưng mà mới độ một hai bữa nay nè thì ông năm mà thấy có hai đứa mà một nam một nữ mà cái đứa nữ đó cái quan trọng là cái bóng của cái đứa nữ ông năm nhìn cái dốc dáng nó cũng giống giống cái cái con nhỏ câm của cái bà chủ tiệm nét lắm đó nha rồi khi mà nói ra như vậy rồi bắt đầu anh bình nói phải không năm rồi nhiều khi nhìn lộn không nếu mà như ông năm nói vậy không lẽ cái chị câm đó chị chết rồi hả nó trời tao đâu có biết đâu thì tao thấy làm sao tao nói vậy nó vậy vậy ông năm có gì ông năm đi với con ông năm qua bên chỗ bà chủ tiệm nét đó ông năm kể lại hết cho người ta nghe đi để người ta giải quyết người ta biết đường người ta giải quyết chứ tại vì á bà chị đó là con cũng chơi thân với bà bà hay cho con thiếu tiền nét này nọ đồ hay ngồi coi phim vui lắm Đà, rồi thì ông năm cũng chấp nhận bắt đầu là hai ông cháu đi qua đó bắt đầu mới kể lại toàn bộ câu chuyện đó cho gia đình nghe thì khi mà cả gia đình của người chủ tiệm nét nó nghe như vậy, ta nói ngang trội, ai cũng khóc mà có người đương nhiên không tin không có đâu, ông đừng bậy bạ, tôi nghĩ là con tôi là là, là nó đi chơi này nọ rồi thôi, kiểu như là có những người khi mà gặp chuyện lại không tin vào sự thật và bác bỏ tất cả mọi thứ, không có dám tin vào sự thật. Còn với những người như những người mẹ, những người phụ nữ mà yếu đuối nọ rồi bắt đầu là khóc lóc nó trời ơi vậy là con tôi nó chết rồi hả? trời. Nó 23 tuổi, 23 năm nó không nói được một tiếng nào. Bây giờ nó chết kiểu vậy á à? là cả cuộc đời bây giờ bị câm như vậy mà bây giờ phải chết một cách oan ức như vậy. Khóc lóc rất là nhiều nhưng cho tới thời điểm này vẫn chưa có bằng chứng, vẫn chưa có chứng cứ, vẫn chưa có xác định được có phải là cái chị câm kia là chỉ có chết thiệt hay không. Nhưng mà rồi đó Hai ngày sau Cái lúc này nè Cái người mẹ mới nằm mơ Thấy một cái giấc mơ là cái cô đó cổ đã hiện về Trong giấc mơ cổ lại nói được mọi người Cái này á, nó xúc động ở cái chỗ mọi người tưởng tượng Mọi người tưởng tượng thôi nha Chứ mình không có dám nói ấy. Mọi người tưởng tượng là mình là một cái người mẹ mình sanh ra một cái đứa con nó đã bị khuyết tật về về cái giọng nói không có nói được rồi không có được nghe tiếng ờ ừ, mẹ ơi ba ơi kiểu như vậy là nó đã đau lòng chưa bây giờ 23 năm sau con mình nó mất tích như vậy đau lòng chưa và rồi một ngày đó con mình hiện về trong giấc mơ nói chuyện với mình mở miệng ra kêu mẹ ơi con đã chết rồi con bị người ta bắt theo rồi, một cái giọng nói của một đứa con gái. 23 năm trời mình mong muốn, cái ước muốn duy nhất của mình không cần giàu sang, không cần gì cả. Chỉ cần con mình nói chuyện được thôi, bây giờ con mình đã nói chuyện được rồi. Nhưng với một cái hình hài của một cái vong hồ, nó đau lòng cỡ nào mọi người. Thì cái người mẹ này đã trải qua cái câu chuyện đó Ngủ một đêm nằm giấc mơ Thấy cô đó hiện về Mẹ ơi con đã chết rồi Con đã bị người ta bắt theo rồi Cái anh đó đó mình mình sẽ giấu tên ở cái anh đó 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 Thì chính là cái anh mà đã uống thuốc đầy tự tử, tử Ở đầu cái câu chuyện đó mọi người Cái người mẹ đó tỉnh dậy mọi người nghĩ họ khóc được hay không Không còn khóc được luôn đó mọi người Nước mắt không còn đủ để mà chảy nữa Trời chỉ biết lúc đó là kiểu như là nghẹn ngào thôi Chỉ là chỉ là nứt nứt lên nghẹn ngào mới kể lại với gia đình nghe là cái câu chuyện đó như vậy thôi Về còn về cái nguyên nhân chết thì cái cô gái đó cổ nói đó Là anh chàng đó ảnh đã dẫn cổ ra ngoài bờ sông Mà dìm chết cổ ngoài cái bờ sông gần nhà Người nhà nghe như vậy Cộng thêm cái câu chuyện mà ông Năm ông kể như vậy rồi thì không còn gì gọi là không tin nữa. Người nhà mới tức tốc vừa nghe chuyện 4-5 giờ sáng mọi người. Vừa nghe câu chuyện chạy ra ngoài bờ sông. Vừa đi ra tới bờ sông sát cô gái trôi dạt vô trong bờ. Đó có phải là sự trùng hợp hay không? Trong khi cổ mất cho tới cái thời điểm cổ hiện giờ cổ báo mộng là 10 ngày rồi cũng phải hơn 10 ngày trời thường thường mình nói là ừ là chết chìm là ba ngày trôi nổi lên rồi mọi người biết rồi câu chuyện này nó cũng xảy ra ở dưới miền tây đó mọi người ở dưới đồng tháp thì trời ơi kiểu như sông ngồi nọ đồ bao nhiêu người đi chài lưới đi bắt cá này đi xịt tôm ba bến đò tùm lum tùm la sống trên sông trên nước không 10 ngày qua không thấy cái xác nào cả cho tới bây giờ khi cái người mẹ gặp một cái giấc mơ đau lòng đó như vậy, vừa nghe xong kêu gia đình chạy ra liền, vừa chạy ra tới bờ sông trông như là giống như là cái giấc mơ cô gái đó cô nói, thì cái xác cô gái trôi dạt vô liền luôn. Thì đó có phải là sự trùng hợp hay không? Hay là cái sự linh thiêng của một cái cô gái câm như vậy? Cái lúc này thôi mình không có cần tả về cái sự đau lòng của gia đình nữa. Rồi cũng khóc lóc rồi cũng đem cô gái lên rồi cũng về mà tới như cái người mẹ đó đi không nổi luôn phải bỏ lên xe ôm ra trở về chứ bắt đầu là chân tay rồi là đi hết nổi rồi đau lòng quá rồi. Rồi bắt đầu là về đây bắt đầu là mới làm đám tang khi mà làm nắm tay như vậy có vài người ở trong gia đình <laughs> đương nhiên cái người mẹ đó không có muốn báo thù báo thiết gì nữa họ đau lòng quá rồi họ chỉ mong cho ừ, là con gái họ sớm mau siêu thoát thôi nhưng mà trong gia đình là có những người bác có những người cậu là những người đàn ông phải chạy qua bên nhà bên kia cái nhà của cái ông mà uống thuốc sâu tự tử đó để mà hỏi ừ là, là là trả thù là con bà bắt con tôi này nọ đồ thì khi mà đi qua đây rồi thôi không có trả thù được nữa là tại sao vậy? Tại vì gia đình đó đó Họ nói là con của họ quậy họ còn hơn lúc còn sống nữa Cái lúc còn sống nó đi chơi này nọ Nhiều khi cả tháng nó mới về lâu lâu Nó đem nợ về nhiêu mọi người Dữ lắm Dữ lắm là năm 10 triệu thôi Chứ mình không phải là nói vài trăm triệu Lúc đó chắc bán nhà rồi Lâu lâu về xin vài triệu trả nợ Rồi cầm chiếc xe xin tiền chuột nhẹ nhẹ như vậy thôi Vẫn còn nuôi được chứ không có gì hết trơn đó nhưng mà rồi tới cái cú cuối cùng là ông làm đâu mấy chục triệu đó chưa tới trăm triệu nữa mà mấy chục triệu vào năm 2008 10 xin nhắc lại là câu chuyện nó tới năm 2008 nha mấy chục triệu thời điểm đó nó rất là lớn và cái anh chàng đó anh chịu không nổi anh mới tự tử thì nếu mà tính ra ổng không có quậy gì gọi là ghê gớm gọi là dữ dằn cho lắm đâu nhưng khi mà ổng mất rồi nó ngang ổng quậy bằng cách nào đương nhiên không có đem nợ gì về nữa rồi chết rồi sao bắt nợ được nữa nhưng mà những cái đồ đạc ở trong nhà là quậy phá là đi tới đi lui là những câu chuyện điển hình như là kêu tên là kéo chân là đè đó rồi là hiện ra trong toilet nó tất cả mọi thứ lúc này là cả gia đình người ta cũng rất là sợ luôn và người ta cũng nói dạo gần đây ngoài con của họ họ còn thấy có một cô gái khác đi về và đi vòng vòng nhà đi chung với con của họ luôn cứ hàng đêm như vậy mới đầu là nghe chỉ là một người đi thôi cái tiếng bước chân của một người đi bây giờ là nghe tiếng bước chân của hai người cùng đi một lúc giống như họ đi đi đồng hành đi song hành với nhau như vậy đó đó rồi bắt đầu nghe tiếng khóc của một cô gái này nọ tới bây giờ khi mà cả gia đình bên cô gái câm chạy qua thì họ mới biết thì ra con mình đã bắt một cái vong hồn khác về nhà luôn rồi À thành ra bây giờ những cái người bên Ví dụ như mọi người đi mà Mọi người là gia đình của cái cô gái câm đó Mọi người chạy qua đây Mọi người biết hung thủ rồi giết con em mình rồi đó Nhưng khi mọi người nghe chạy qua đây rồi Mọi người thấy cái hoàn cảnh như vậy Mọi người làm cái gì Bất quá mà nó thật sự luôn nha Nó bất quá nóng quá lại đập cái bức giảnh cái thôi Chứ không có làm được cái gì nữa hết trơn Ừ ờ, mày bây giờ mày giết con tao là đập cái bụp chứ có bức giảnh thôi Chứ bây giờ trả thù là trả thù kiểu nào Rồi bắt gia đình Bắt gia đình nó đền là đền kiểu gì Nó đền bằng cái mạng người hả đó thì đền mọi người thì ông kia ông cũng đã chết rồi nói chung là nó đủ thứ hết ở đây cũng chỉ ngoảnh mặt và đi về thôi chứ biết sao giờ phải về đây để mà lo cái đám tang cho nó chu toàn cho cái con gái con em của mình là cái cô gái câm đó mọi người À, rất là đau lòng mọi người ha à, thì à, rồi sau đó nha bắt đầu lúc này đó ông năm ông cũng biết được cái câu chuyện như vậy thì ông năm này một cái hôm đó bây giờ là qua một cái câu chuyện hoàn toàn khác về cái câu chuyện của hai cái người đó đó thì cho tới bây giờ không còn nghe ai kể lại nữa chỉ biết là quậy ông năm như vậy rồi sau đó là từ từ dần già rồi gia đình cũng cúng kiến cũng gửi vong lên chùa hay sao đó thì coi như là cái câu chuyện nó cũng đã hết có nghĩa là hai cái vong đó đã vào ở trong một cái ngôi chùa ở dưới đó luôn rồi không còn hiện về quậy bọ ai được nữa nhưng trước khi mà vào chùa đó à mình xin nó nhẹ nó 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 bị rẻ một cái nhánh ha Trước khi mà vào chùa đó là cô gái đó cổ có hiện về cổ hù một người. Nhưng mà hù lần này là hù đáng nha mọi người nha. Đó là cái bà bán bún riêu. À, cái bà bán bún riêu đó thì trong một cái lần mà ngồi ăn sáng như vậy nè. Ông Năm cũng là ông Năm trong câu chuyện này, ngồi ăn sáng ăn xong bắt đầu là mới kể lại. Kể lại một cái câu chuyện nó cũng đau lòng thôi nó ờ là thằng kia nó chết nó tự tử vậy rồi nó hay qua nhà tôi, nó hay đập cửa tôi trời ơi đêm hôm đang ngủ đập cửa nó quậy phá cái rồi sau này có nhỏ câm con bà chủ tiệm nét đó thì là cũng thằng đó bắt theo vậy đó rồi cũng bắt đầu là hai đứa nó qua đập cửa tôi luôn tôi đầu muốn chết thì tôi cũng đang nói với đình tôi qua tới bển để coi tôi đang nghe nói là kêu thầy kêu bà gì về đó để mà cầu hồn cầu siêu và đem hai cái giống lên chùa rồi rồi chắc là tôi cũng đang chờ tới ngày đưa lên chùa cho xong để khỏi về quậy phá tôi ngủ cho nó ngon đó có nghĩa là ông Năm ông kể là như vậy Không phải là trách mắng Không phải là trách móc gì hai cái người đó cả Chỉ là mình gọi là ừ là mình trúc cái bầu tâm sự Cho cái bà bán bún riêu nghe thôi Nhưng cái bà bán bún riêu khi bà nghe như vậy Thì bà lại lầm tưởng là ông Năm đang than vãn với bà à, Ông Năm đang giống như là trách móc hai cái người kia Thành ra là bà mới nói là Trời ơi tôi nói với ông nghe. bởi vậy đó tôi nói đó, lúc mà nó sống là tôi nó, 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 qua đây nó ăn tôi bây giờ chắc nó thiếu tôi mấy trăm ngàn tiền bún riêu đó tôi còn đang bực bội nó muốn chết bởi vậy lúc sống sao rồi con nhỏ kia nữa đã hiền hậu vậy thôi đi bây giờ đó đã chết rồi thôi còn hiện vàng chọc phá người này người kia dông dế phải ông ông mà còn hiền đó chứ gặp tôi nó nghe nó qua nó gõ cửa tôi một cái nhân tôi chửi cho mà thấy mà ông biết tôi rồi đó tôi mà tôi chửi chắc là khỏi đầu thai luôn chứ đừng nói, nói thôi bà ơi tôi qua tôi nói với bà thì tôi kể giống như là mình kể chuyện cho nhau nghe thôi chứ dòng dí người ta cũng tội nghiệp cái thằng đó thì á, mình không nói đi mà nhất là nhỏ câm đó trời ơi sống hai mấy năm trời hậu đá không nói được tiếng nào ở nhà phụng dưỡng cha mẹ mà còn uh, tự nhiên uh, chết quan chết đức vậy thì tội nghiệp đó thôi tôi kể bà nghe thôi chứ tôi đâu có trách nó đâu đợi vài ngày nữa nó lên chùa là hết rồi đó thì bà kia mới nói ui tại ông hiền chứ gặp tôi không có đâu tôi tôi chửi cho chết luôn chứ không phải giỡn đâu à thì khi mà bà nói cái câu như vậy đó vô tình đó nghe em Bà nói như vậy đó là bà đang ngồi bán bánh canh. ở bà bán bún riêu cho mọi người, đang ngồi trước cái nghĩa địa. Và ở trong cái nghĩa địa đó là cái gì? Là hai cái ngôi mộ của cái cô gái và cái ông cái anh anh chàng đó. Mình nghĩ lúc này là hai cái vong đã nghe rồi, thành ra cho tới cái tối ngày hôm đó là bà gặp được một cái hiện tượng nha. Sáng ngày hôm sau bà nghỉ bán bún riêu luôn nha và thấy bả nha, bả mua đồ cúng quá trời quá đất bả ra bả quỳ bả lại hai cái ngôi mộ đó mọi người bà lại xong xuôi hết trơn rồi ai hỏi bà cũng không nói hết trơn đó bà giấu bà kiểu như là bà sợ cái gì đó bà không nói bà nói ừ thôi tôi thấy là cái số phận nó tội nghiệp tôi qua tôi cúng thôi trong khi mới mấy bữa trước bà chửi người ta không ra cái gì bà nói với người này người kia khách ăn bún riêu mà nó trời ơi thằng đó thiếu nợ gì nó chết là phải nó chết gia đình nó khỏe ừ còn nhỏ kia nó trời ơi nó nó chết chỉ bây giờ không mới nói chuyện được nói chung là học rất là khẩu nghiệp mọi người hiểu không à, nhưng mà bây giờ tự nhiên bà nói với người ta ừ thấy hoàn cảnh thấy thương quá thôi tôi ra tôi cúng giùm không nấu cho một người nào nghe cả cho tới khi ông năm ra hỏi thì bả mới nói sao vậy chị sao vậy bộ bữa rồi, rồi. tôi kể chị nghe xong mà bộ chị bị cái gì hả mà chị ra chị cúng cho nó nó trời ơi anh năm ơi năm thôi nha tôi kể anh nghe thôi nha anh đừng nói ai nghe nghe không tôi tại vì tôi sợ người ta người ta người ta, người ta, người ta chửi tôi người ta chọc quê tôi rồi cũng à, à, bị vậy người ta không ăn bún riêu nữa thôi chắc là tôi chết luôn có người đánh bún riêu kiếm sống à trời ơi buổi sáng hôm đó nghe ông ra ông kể tôi nghe tôi hơi lỡ lời tôi chửi hai đứa đó một cái nghe tối về hai đó hiện vô trong cái lu đó ông ơi gì gì ma mà, mà hiện vô trong lu là làm sao bà nó thôi để tôi kể cho nghe thì cái bà bán bún riêu đó là bà mới kể là tối hôm đó là bà bán bà gánh về rồi 9 giờ mấy cỡ tám mấy 9 giờ là bà gánh bay về rồi bà về thì bà cũng cất đồ xong cái đầu là bà, bà, bà ra bà cũng tháo đồ đó bà tắm rửa như vậy nè thì cái lúc đó mọi người biết rồi ngày xưa là tắm nước là tắm nước lu lưu không mà mà không có cởi đồ nha mặc cái bộ đồ như vậy nè dở cái nắp lưu xong mình cầm cái ca như vậy nè mình cầm cái ca bắt đầu là mình múc nước trong lưu mình xối xối lên mình xối cho nó sạch sẽ xong bắt đầu là mình mới vô trong một cái chỗ một cái phòng để mình thay cái bộ đồ khô à, là thường thường dưới quê ngày xưa là người ta tắm vậy không mà tắm tắm mặc đồ tắm không mà à. thì bà này bà cũng vậy bà cũng về bà mở cái nắp lu ra bà cũng múc múc cái cầm cái gáo dừa mọi người bà múc múc như vậy nè bà bút bút bà đang tắm tắm như vậy nè thì bà mút đâu cái ca thứ tư thứ năm hay cái gì đó là cái đầu bà uh, xà bông không nè à? mà bà mút một cái bắt đầu bà thấy cái gì nó dướng dướng à thấy cái gì nó dướng dướng giống như là ai mà mà mà, mà gị mà cầm cái tay của bà lại không muốn cho bà mút vậy đó mà mọi người biết rồi cái lưu nước mình tắm mình để dành mình tắm mình nấu cơm mình giặt đồ mà mình làm gì mình để chỗ mà nó dướng làm gì phải như lục bình này nọ rồi đồ, rong riêu rồi đâu mà dướng trong đó mà bà có cảm nhận là không biết cái gì mà nó dính dính cái gáo dừa ở dưới mà bà dở lên không được đó thì bắt đầu là bà mới dán dán cái tóc như vậy nè xà bông mới dán chùi chùi xà bông vô mắt bà nè bà mới lú cái đầu vô cái lô bà dòm trời đất ơi bà vừa lú cái đầu vô cái lô bà dòm bà thấy rõ ràng hai cái gương mặt cái gương mặt của cái ông mà tự tử chết với lại cái gương mặt của cô gái cái ông mà tự tử chết thì nó còn đỡ đi tại vì sao bởi vì cái ông đó là uống thuốc rầy tự tử có nghĩa là nó ốm o gầy mòn nó xanh sao mà kiểu như là bệnh này nọ uống thuốc đầy tử tử mọi người nó tím tái nguyên cái mặt như vậy còn cái mặt của cô gái câm mới ghê nó trương phình lên hầu như là nó bự muốn gấp đôi nó muốn bích luôn cái mặt của cái ông kia luôn tại vì bị phình đó mọi người giống như gọi là con ma mặt mâm vậy đó nó phình tròn ra như vậy vậy nè mà ghê nhất là gì Hát con mắt không phải là mình nói là mở thao láo trợn mắt lên dòm bả thì nó còn đỡ hai con mắt giống như là mình gọi là có những người người ta ngủ mà không không nhắm mắt mà người ngủ mà con mắt mà nó hí 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 như vậy nè cái đó nó mới ghê đó giống như là một cái xác chết vậy đó giống như hai cái gương mặt của cái xác chết vậy đó ngửa cái mặt lên trên khỏi mặt lưu như vậy nè cái mặt nước đó mặt nước ở trong cái lưu mọi người thì ngửa khoảng cả phân nửa cái gương mặt như vậy thôi nè ở phân nửa như vậy là ngửa lên trên như vậy mà con mắt mà liêm diêm liêm diêm như vậy nè trời ơi hai cái gương mặt đó bả vừa thấy một cái ngang bả la làng la là, là sớm nhân bả xỉu một cái đụi luôn nó kinh dị quá hai cái mặt từ ở trong cái luôn mà ngẩng lên nhìn bả như vậy mà bả xỉu tại chỗ luôn ở đây người nhà thấy bả tắm rửa cái gì lâu quá chưa vô sợ bả cảm lạnh đi ra thấy bả nằm bả xỉu mất tiêu rồi người nhà mới kêu vậy một cái nha tao nói bả chạy bà chạy một cái dù vô trong phòng luôn xà bông xà biết đồ ướt này nọ đồ là còn y nguyên bả vô đây người nhà hỏi cỡ nào hỏi bà không nói bà kêu bây giờ đem đồ vô múc cho bả thao nước vô đây bà rửa cho hết cái xà bông trên đầu của bả cái đã rồi đem bộ đồ khô vô bả thay đồ mà người nhà gặn hỏi cỡ nào chồng bả hỏi con bả hỏi ba chồng mẹ chồng bả hỏi bả không nói là không nói bả dứt quyết bả không nói mà tới sáng hôm sau là nghỉ bán ngày bắt đầu là đi ra ngoài chợ ngang mua đồ cúng nhiều lắm đồ nam đồ nữ rồi bắt cái đồng hồ này nọ Đồ bắt cái đồ dằn với tiền dằn mã đó mọi người đó rồi bắt đầu là cũng đồ cúng heo quay dịch quay đồ này nọ đồ bắt ra bắt cúng bắt làm hà râm ở ngoài nghĩa trang rồi đó đó thì người ta người ta thấy như vậy cũng trời ơi rõ ràng mới mấy bữa trước rồi đụng tới chuyện nói bà bà còn nói xấu bà nói chết là đáng tùm lum tùm la không có một chút xíu thương cảm bây giờ nói ở thấy thương quá đương nhiên người ta phải hỏi biết bao nhiêu người hỏi bà không nói đó à nhưng mà do à, lúc đó thì ông năm là cái người kể lại cho bà nghe à, là ông năm là người bị phá rồi nhờ cái đó bà mới chửi dữ nhất đó thì bà mới kể cho ông năm nghe nhưng mà cũng rất là may mắn sau đó khi mà bà cúng như vậy rồi là bà nghĩ bán muốn riêu đâu cũng năm bảy bữa đó tại vì bà ám ảnh hay sao hay là bệnh tật hay sao thì ông năm không biết nhưng mà năm bảy bữa sau bà dọn ra bà bán lại thì hỏi bà bà không còn gặp gì nữa à và chừa luôn nha mọi người nha không có không có mở miệng ra nói này nói nọ rồi nữa ha mọi người ha cái vấn đề nó nằm ở chỗ là tại sao bà đều bác ác mồm ác miệng trong khi cái ránh búng ghiêu của bả bà, bà lại ở trước cái nghĩa trang nghĩa địa nè mọi người thường nó là như vậy có nghĩa mình nói sao ta tại vì bản thân mình á mình à, ba mình à, mình có một cái một người thân là ba của mình ba ruột của mình đó ha à, ở trên à, ở trên nghĩa địa đấy thiêu mình có một đăng một cái clip ở trên cái youtube rất là lâu rồi hai năm mấy rồi thì thường xuyên một năm như vậy rồi nếu mà không có mùa dịch một năm mình ly lên đi xuống như vậy là cũng hai ba lần đó thì mình thường hay giao tiếp với cũng hay nói chuyện với những người mà trong co nghĩa địa buôn bán nước này nọ trong nghĩa địa đó kiểu như người ta ở thì người ta quen đôi khi là người ta có những cái lời lẽ xúc phạm này nọ mình vô ví dụ như mình thấy cái mổ nó mới mất mình hỏi ừ là bị sao mất nó ui rồi cái ông đó là chạy qua đường ẩu tả xe đụng chết chết đáng nó chứ chạy vậy chứ để đụng chết người ta đó là có nghĩa là đôi khi người ta ở trong đó biết người ta quen người ta không có kiên cử gì nữa thì cái bà bún riêu bà cũng vậy như mình mình không ở trong nghĩa địa nghĩa trang mình nhắc tới ma cỏ mình còn tôn trọng mình còn nói nói lách nói khéo nhưng mà bà bán ở đó trời ơi quanh năm suốt tháng riết bà quen rồi bà dòm riết bà quen thành ra cái chuyện ma cỏ riết đối với bà là nó chai nó mòn đâm ra là những cái câu chữ của bà bà nói ra bà không có chịu kiên nể cũng bởi vì vậy bắt đầu là bà mới gặp nhưng rồi sau đó là xong luôn đó sau đó là không bao giờ nói tới những cái chuyện mà giống như là mình bán bổ rồi mình chửi bới những cái vong hồn như vậy luôn ha mọi người ha à rồi thì cái câu chuyện nó cũng kết thúc luôn và sau khi mà đúng thiệt sự luôn sau khi mà có những sư thầy tới hai căn nhà đó là cũng uh, cũng cầu siêu cũng lập trai tăng này nọ rồi ha để mà đưa hai cái vong hồn của anh chàng đó và cái cô gái câm đi lên trên chùa thì từ sau đó trở về sau là ông năm cũng không có còn gặp thêm bất kỳ vấn đề gì nữa luôn À, nhưng mà một chi tiết nhỏ thôi không liên quan đến câu chuyện là sau đó 2 năm là năm 2010 đó, 2010 đó ha, thì ông năm của bạn này cũng đã mất. À, mà nó ngộ cái khi mà ông năm mất như vậy thì cả sớm lại bắt đầu đồn lên là ông năm ông bị hai cái dòng kia bắt. À, là tại vì lúc mà lúc mà hai cái dòng kia mất như vậy là ngoài cái bà bán bún riêu với lại cái chuyện báo mộng cho mẹ của cô Cái câm thì ông năm là cái người bị gõ cửa nè ông năm là cái người bị đập cửa bắt đầu người ta đồn người ta nói ông năm là bị uh, hai đứa đó rồi nhỏ câm với lại cái thằng kia uh, dẫn theo rồi nhưng mà khi mà người nhà thì tất cả những người khác họ không có tin bởi vì hai năm trước hai cái người kia đã được đưa lên trên chùa rồi ông năm mất chỉ là do bệnh già bình thường thôi chứ không có liên quan đến hai cái cô gái ở okay, hai cái hai cái vong hồn kia ha mọi người ha à rồi thì đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay luôn nó cũng đã kết thúc luôn ha mọi người ha rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe cái câu chuyện ha. Cái câu chuyện cuối cùng nó cũng khá là hay và cũng khá là đáng thương với lại um, cái vong hồn của cái cô uh, gái cầm như vậy ha mọi người ha rất là tội nghiệp luôn nha. À, rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều rồi, mọi người nhớ nha Hôm nay là mình đã ra mắt món mới ha. Như ý kiến của mọi người nha trời ơi mấy tháng trước mà ai mà hối thúc rồi kêu tôi làm xong bây giờ làm ra mà không mua thì giận thiệt đó nghe không? Rồi cái món da heo sấy giòn nha mọi người nha Nên thật sự mua thử đi giá nó rất là rẻ luôn Một hũ 90, một hũ 90 ngàn thôi đừng mua Mua một lần hai hũ đi mình sẽ mình sẽ bớt tới 30 ngàn là còn có trăm rưỡi thôi 300 gram hai hũ bự như thế này nha mọi người nha Về nhậu ta nói là bá cháy luôn có thêm hai bịch tương ớt nữa Còn không thì mua hũ da cá, hũ da heo đi có 170 ngàn Đáng lẽ là 200 mấy mà giảm còn có 170 à đó xong mọi người mua thêm một vài món nữa cho nó đủ ba sản phẩm nha chứ không phải là ba hũ nha ba sản phẩm trở lên cái nào gọi là combo rồi là mình không có tính là một sản phẩm đó à, là mình chỉ tính một sản phẩm thôi à, để mình còn free ship cho mọi người trên ba sản phẩm là mình sẽ free ship cho mọi người mọi người ha toàn quốc luôn rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn ha dưới mặt xin chào tất cả mọi người